bà con và các bạn nha. Bữa nay mình quay cái này là giấy cuồng nha các bạn, giấy cuồng ba bi bi khổ các loại. Bà con mình ai muốn có nhu cầu mua giấy cuồng để về mai để bán lại đó thì liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình nha. Mình ghi trên màn hình. Cái này là giấy màu xanh. Giấy màu xanh này là 23.000 đồng một ký nha các bạn. Rồi, còn giấy màu vàng là 24.000 nha. Đó. Màu xanh là 23.000, màu vàng 24.000. Bà con mình muốn chào muốn bao nhiêu cũng có ha. Bà con mình muốn bao đặt hàng bao nhiêu cũng có, khổ bao nhiêu thì chỉ cần liên lạc là một tuần là có hàng nha các bạn. Hay là hoặc là các bạn bà con mình mua bao thành phẩm á, mai thành phẩm thì cũng có mai bao thành phẩm luôn nha. Đây, còn ở đây là hệ thống dệt nha các bạn, hệ thống máy dệt. Khổ 70 luôn nha các bạn, khổ 70 không có chạy nhanh được. Cái máy là máy nhỏ, khổ 70. Khổ chậm chậm thôi. Chậm chứ 1 ca 10 tiếng là 70 tiếng đó nha các bạn. Tại mình có đang có là 5 máy dệt nha các bạn. Bạn chạy khổ bao nhiêu chỉ cần liên lạc cái khổ bao nhiêu, hàng mấy ký chỉ cần liên lạc cái là có hàng là nha các bạn. Đây là bao nhỏ 10 ký. Đấy, cái này là bao gạo 10 ký khổ 38 nha các bạn. Đây là khổ 38, bao 10 ký, hàng 2 ký rưỡi. Này là chạy hàng hay gửi này là chạy theo khách yêu cầu đó. Khách yêu cầu mình chạy 2,5 kg thì mình chạy 2,5 kg. Còn hàng bao gạo 10 ký mà nếu các bạn chạy 2,2 kg thì hàng rất là mỏng nha các bạn, hàng rất là mỏng luôn. Đó là thợ đó, các bạn thấy thợ đó quen không? Dạ. Đây là cái này là máy cắt, máy cắt tự động nha các bạn. Bà con mình muốn hàng phải cắt mai thành phẩm thì sẽ có mai thành phẩm. Còn đây là khổ 42, đây là khổ 42 bao đá nha các bạn, bao nhiêu đá khổ 42 dài tỷ ý ha. Rồi đây là bao keo khổ 55, bao keo hàng thập cẩm khổ 55. Khổ 55 này nếu mà cắt 90 là hàng 6,5 kg nha các bạn. Hàng 6,5 kg đó. Đó. Rồi bà con mình ai có nhu cầu mua giấy cuồng khổ bao nhiêu thì cứ liên hệ qua số điện thoại mình để ghi trên màn hình nha. Rồi cảm ơn bà con mình đã quan tâm theo dõi cái video của mình nha.